Liên quan đến việc xử lý quyết định truy thu thuế với công ty sữa Việt Nam Vinamilk và 7 doanh nghiệp nhập khẩu sữa khác, vừa qua Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng nêu quan điểm của Bộ là chấp nhận mã số và mức thuế suất theo khai báo của các doanh nghiệp đã được Cơ quan Hải quan thông qua trước đây. Theo đó, 8 doanh nghiệp này đã nhập nguyên liệu Anhydrous Mulefat và khai báo mặt hàng này là dầu bơ khang, mức thuế xuất nhập khẩu là 5%. Đến năm 2015, Tổng cục Hải quan có công văn cho rằng các doanh nghiệp này đã nhập khẩu chất béo khang của sữa có thuế xuất 15%, do đó yêu cầu truy thu thuế các doanh nghiệp ngược trở lại vào năm 2010, số thuế lên đến cả ngàn tỷ đồng. Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng việc tách biểu thuế cho hai mặt hàng trên là cần thiết, tuy nhiên không hồi tố để truy thu thuế đối với các lô hàng đã nhập khẩu từ trước. Đặc biệt, Bộ Tài chính cho rằng mức thuế nhập khẩu 15% với mặt hàng chất béo khang từ sữa là quá cao nên yêu cầu sửa mức thuế xuất nhập khẩu xuống 5%. Trước đó, tập thể 8 công ty sản xuất và nhập khẩu sữa này đã có một văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Tài chính phản đối về việc áp dụng mã số không có căn cứ với mặt hàng Anhydrous Mulefat.